căn này 80m, 80m² và thổ cư hết quý anh chị. Có phòng ngủ dưới và nhà xây mới, sổ sẵn, sổ để ở nhà luôn. Bây giờ anh chị đi mua nhà mà có sổ để ở nhà thì thích lắm quý anh chị ơi. Mình sang mình xem sổ luôn ha, gặp chủ nhà nói chuyện luôn. Giá là mình làm việc nói chuyện với chủ, giá chính chủ mà quý anh chị. Em Hải review là giá chính chủ, thông tin chính chủ hết. Tất cả bất động sản em Hải review là sổ hồng riêng. Và điều đặc biệt hơn là căn nhà này sổ để ở nhà, chủ nhà đang để sổ ở nhà luôn. Anh chị có thể xem sổ bất cứ lúc nào. Nhà là xây mới hết. Căn này 80m và thổ cư hết thì anh chị biết rồi. Ở trong khu dân cư luôn nhá. Tại vì đa số ở trong khu dân cư á, thì phần đa là người ta sẽ là 60m². Anh chị đi xem nhà đất nhiều anh chị sẽ biết đúng không. Còn căn này thì lên tới 80m. Đấy, 80m thì anh chị nào mong muốn tìm nhà diện tích lớn, không gian rộng thì căn này ha. Đây khu dân cư như này, vỉa hè 3m, đường này đường thông 12m tổng con đường này, và trong đây toàn nhà lầu thôi, toàn 2 lầu 1 trệt. Và căn nhà em Hải đang ghi hình và gửi tới anh chị mình cũng là 2 tầng lầu 1 tầng trệt anh chị. Đấy, hỗ trợ ngân hàng thoải mái, sổ là sổ có sẵn mà quý anh chị ha. Đấy, lãi suất ngân hàng bây giờ thì tuyệt vời quá quý anh chị ơi, có 5% một năm thôi, quá rẻ. Mà giá nhà thì cũng rẻ luôn. Thời điểm này em nghĩ là anh chị nên cân nhắc xem nhà xem đất mua sớm đi quý anh chị ơi. Trời thì hôm nay là đang đổ mưa quý anh chị nha, nên là không có nắng á quý anh chị, quay nó hơi tối. Đấy. Nhưng mà em vẫn quay phim cho anh chị mình xem thực tế. Căn nhà của mình 2 tầng lầu 1 tầng trệt, nhà đúc 3 tấm, nhà xây mới 100%. Nhà đang bật đèn đó quý anh chị. À, căn này, đó quý anh chị nha, có cây xanh đó quý anh chị thấy đẹp không? Đấy, khu dân cư mà, quy hoạch nó chuẩn chỉ lắm. Bây giờ mình ở trong khu dân cư cho nó đẹp quý anh chị ha. Mát mẻ và đường xá nó lớn quý anh chị ơi, đi xe cộ đi ra đi vào nó thoải mái đúng không? Hàng xóm nhà mình cũng toàn nhà lầu thôi. Đấy, toàn 2 lầu ở đồng nhất khu dân cư mà quý anh chị. Ở đây là thành phố Thuận An và đây là phường Bình Chuẩn. Chỗ này gần ngã tư Bình Chuẩn, giáo sư Bà Trà và gần với Ủy ban phường Bình Chuẩn. Đấy, mấy cái thông tin mà em Hải vừa đưa đó có dưới 500 mét thôi, nó gần lắm quý chị. Nhà bám trên trục đường Thủ Khoa Huân và đường DT743. Anh chị mình ở đây có thể thuận tiện di chuyển đi ngã tư Mỹ Uông Cù cũng được này, mà ra ngã tư Đất Thánh, ngã tư Hòa Lân, quốc lộ 13 cũng được luôn. Nó cũng chỉ loanh quanh khoảng 3 đến 4 km thôi. Đấy, những cái vị trí mà em vừa nêu tên đó, nó cũng rất là gần quý chị nhá. Ra Eon Mail đồ thuận tiện quý chị. Khu dân cư bài bản. Nói chung là căn này nếu mà anh chị nào cần tìm nhà mà gần nhà thờ là hợp lý nhá. Dưới 500m là có giáo sư Bà Trà, nhà thờ Bà Trà đó quý chị ha. 80m² mà trong khu dân cư luôn, không gian rộng lớn. Có phòng ngủ dưới, có sân thượng. Đấy, quý anh chị thấy mê chưa? Có sân phơi riêng luôn. Thì đây là một căn nhà mà em thấy là đáp ứng cho cái nhu cầu của mình với một cái không gian lớn. Nhà là nhà mới hẳn, nhà mới 100% chưa ai ở đâu quý anh chị nhá. Vào là anh chị mình ở luôn á, mới mà. Chủ nhà đang để sổ ở nhà luôn, mình có thể xem sổ sách giấy tờ. Đấy. Ở phía ngoài thì có hai lớp cửa này, một lớp nhôm kính sinh pha và một lớp cửa cuốn này quý chị. Nhà này là 80m thì được thiết kế và xây dựng là 2 lầu 1 trệt. Ngang 4 và dài 20 là 80m anh chị nha, thổ cư hết, thổ cư 100%. Đấy, nhà không có lộ giới, nhà nằm trong khu dân cư. Thiết kế mới hẳn 100%. Anh chị nào mà đi xem căn nhà này có thể hẹn em Hải ở ngã tư Bình Chuẩn, Ủy ban phường Bình Chuẩn, giáo sư Bà Trà đều được anh chị nha. Đấy. Còn nếu mà anh chị mình chưa biết những vị trí đó, em Hải có thể gửi thông tin cho anh chị mình nhé. Anh chị có thể gọi cho em Hải bất cứ lúc nào. Nếu mà hẹn em Hải được khoảng 20 đến 30 phút là điều tuyệt vời anh chị. Lúc đó em Hải sẽ chủ động và đón anh chị để anh chị đi xem nhà. Ngoài ra em Hải có rất là nhiều nhà đất khác quý anh chị. Nếu anh chị xem trong video này mà thấy căn nhà này chưa phù hợp thì cứ alo ngay cho em Hải, số điện thoại góc trái màn hình. Đấy, em sẽ hỗ trợ anh chị mình 24/24. Đấy, hoặc có thể nhắn tin cho em sẽ trả lời, em sẽ gọi lại ngay. Đấy. Phương châm của em Hải là review đúng đủ chính xác minh bạch công khai. Có như nào là review như đó, giống như anh chị đang xuống xem thực tế ở chính căn nhà này. Tại vì sao? Bây giờ thời buổi bây giờ thời gian là vàng quý chị, ai cũng bận ha, không có ai thời gian rảnh đâu mà cứ xách xe đi quý chị ha. Nên là mình phải xem video trước, mình phải xem thông tin trước. Đấy. Thông tin là nó phải đúng đủ chính xác minh bạch công khai. Đấy. Cái nào phù hợp thì mình mới đi xem, tránh làm mất thời gian của nhau đúng không quý chị? Anh chị thấy video của em Hải thì cho em Hải một lượt đăng ký kênh để xem nhiều video hơn. Tại vì khi anh chị đăng ký kênh ấy, thì mình sẽ xem được video đầu tiên đó quý chị. Bếp ăn mình đây và ở phía cuối đây sẽ có phòng ngủ dưới và có nhà vệ sinh luôn quý chị nha. Đấy. Tìm một căn nhà có phòng ngủ dưới trong khu dân cư là cũng hiếm đấy nha. Anh chị mà xem nhà đất nhiều là anh chị sẽ biết nha. Phòng ngủ dưới là dành cho các bé nha. Quá ok luôn. Rồi sau đây giếng trời, ở phía trên có sân phơi luôn đó anh chị và sân thượng riêng. Em cũng sẽ di chuyển lên trên cho anh chị mình xem và tham khảo. Nói chung là giống như anh chị đang xem thực tế ở chính căn nhà này. Trong quá trình review và quay phim thì em Hải sẽ đưa hết thông tin ở trên video luôn. Nên là anh chị cứ xem hết video là anh chị sẽ nắm hết toàn bộ các cái thông tin về cái căn nhà, về cái bất động sản này của anh chị nha. Đấy. Sổ là sổ sẵn rồi đúng không? Nãy giờ là cũng đã nói với anh chị mình rồi, sổ tươi luôn nên là hỗ trợ ngân hàng, lãi suất bây giờ thì rẻ, có 5% một năm thôi. Đấy. Nếu anh chị mình vay 1 tỷ thì một năm anh chị mình đóng tiền lãi là chỉ có 50 triệu thôi đấy. Nói chung là thời điểm này em thấy lãi suất ngân hàng quá tuyệt vời. Đấy. Chưa thấy thời điểm nào mà lãi suất vừa rẻ rồi là bất động sản lại còn rẻ nữa. Nhưng mà anh chị ơi,
qua một cái lượt bất động sản ngợp, bất động sản rẻ này nữa là nó sẽ thiết lập một mức giá mới. Tại sao em sẽ nói cho anh chị mình biết này? Tại vì như ví dụ như căn nhà này đi là đã xây được 1 năm rồi. Nhà là nhà mới nhưng mà xây 1 năm rồi anh chị nha. Thì có nghĩa là cái thời điểm người ta xây á, thị trường lúc đó là giá cao, chi phí cũng cao, lấy đất vào cao, cái gì cũng cao. Nên là người ta xây lên nó cao. Nên là bây giờ bán là bán lỗ, bán là bán lỗ anh chị nha, chứ không có lời đâu. Thì qua cái đợt lỗ này mà xả hết cái lượt hàng này thì sẽ ra một cái lượt hàng mới. Lượt hàng mới bây giờ thì giá sẽ cao hơn lượt hàng cũ quý chị. Thì khi mà anh chị mình hết cái lượt hàng này thì mình sẽ phải mua với những mức giá cao hơn đó quý chị. Cái đó là điều chắc chắn nha. Đấy. Nếu mà anh chị nào am hiểu thị trường anh chị sẽ biết được cái điều đó chắc chắn luôn. Nên là anh chị ơi, nếu mà mình đang có nhu cầu tìm mua nhà đất thời điểm này thì cũng bớt chút thời gian để đi xem ha. Được thì mình chốt luôn, phù hợp thì mình mua. Đấy. Giá cả là thuận mua vừa bán. 3,6 căn này là còn bớt, còn thương lượng. Chắc chắn giá mua bán sẽ còn dưới giá này. Và điều đó là chắc chắn rồi. Giá là giá chính chủ. Anh chị có thể gặp chủ nhà để thương thảo. Hoặc là có thể là trao đổi với em Hải. Mong muốn như nào cứ nói với em. Em sẽ làm việc với bên anh chủ nhà. Đấy. Ở trên lầu 2 này, trên lầu 1 này thì em vẫn đang ghi hình cho anh chị mình là hai phòng ngủ với chị nhá. Phòng ngủ này thì có nhà vệ sinh khép kín. Ở trên trần đóng thạch cao, phòng ngủ này thì rộng, hướng cửa ra ban công. Phòng ngủ này ở phía trước đó, có nhà vệ sinh khép kín luôn cho anh chị mình, rất thuận tiện nha. Đấy. Rồi bây giờ em sẽ di chuyển lầu 2 để quay luôn cho anh chị mình phòng thờ, phòng ngủ và ở phía trên sẽ có sân thượng anh chị nhá. Nhà mình là hướng Tây Bắc, anh chị nào mà Tây Tứ Trạch là hợp. Căn này 80m nên là ngang 4 và dài 20, thổ cư hết. Sổ hồng riêng, sổ sẵn, tất cả bất động sản em Hải review là sổ riêng hết. Em không có review sổ chung trước giờ rồi ha, chỉ review sổ riêng thôi. Anh chị nào có nhà đất cần review thì cứ alo cho em Hải nha, em review miễn phí nha. Review miễn phí anh chị nha, nhưng mà với điều kiện là phải là sổ riêng. Vậy là phòng ngủ này rộng nha, vậy là mình sẽ có 4 phòng ngủ, 4 nhà vệ sinh anh chị ơi. Một căn nhà mà lên tới 4 phòng ngủ, 4 nhà vệ sinh, phòng thờ riêng. Đây phòng thờ rộng luôn, có thể tăng thêm phòng ngủ nếu mình muốn nha. Nếu mà tăng phòng ngủ chỗ này là thành 5 phòng đó quý vị. Ở phía trước là sân thượng này đó. Đấy. Vậy là căn nhà có sân thượng riêng, có sân phơi riêng, có 4 phòng ngủ, có 4 nhà vệ sinh, phòng khách nhà ăn riêng luôn. Đấy, quá đẹp luôn quý vị ha, sân thượng rộng này. À, quá tuyệt vời luôn. À, nhà nằm trong khu dân cư thì rất là đẹp rồi, khỏi phải chê. Mà bây giờ vào khu dân cư mà ở anh chị sạch sẽ, thoáng mát ha, vỉa hè cây xanh, điện nước, nhà nào cũng vậy, toàn nhà lầu thôi. Nên nhìn nó đồng nhất, nó đẹp. Rồi 3,6 còn bớt, còn thương lượng gặp chủ cũng được, mà mong muốn giá nhiều thì cứ nói với em Hải anh chị nhá. Cảm ơn anh chị đã xem hết video.